Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Chúa Nhật thứ 19 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu dục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều người vẫn ở đó một mình, còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!" Và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm, thầy đây, đừng sợ." Phêrô thưa lại rằng: "Lạy thầy, nếu quả là thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng thầy." Chúa phán: "Hãy đến." Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống, nên la lên rằng: "Lạy thầy, xin cứu con." Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy người mà rằng: "Thật, thầy là con Thiên Chúa." Suy niệm. Trời tối và Đức Giêsu chưa đến với họ. Biển động vì cuồng phong đốc thổi. Thuyền của các môn đệ chao đảo giữa mù tối và sóng gió. Con thuyền giáo hội đang vật lộn giữa vòng xoáy của cuộc sống hôm nay, giữa những giáo thuyết sai lạc và luân lý suy đồi. Cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình của chúng ta cũng lao đao khốn đốn giữa dòng chảy cuộc đời nếu không có Chúa đồng hành. Tự vấn. 1. Hãy yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Trước cơn đại dịch do COVID-19 gây ra, tôi có bình tĩnh tin tưởng vào Chúa không? Hay theo sự chỉ dẫn của bên y tế để phòng bệnh không? Hay tôi hoang mang sợ hãi? Hai, Chúa Giêsu lên thuyền thì gió yên biển lặng. Trong lúc khó khăn và thử thách về đời sống hôn nhân và gia đình, tôi có nhận ra sự hiện diện của Chúa trên thuyền cuộc đời của tôi không? Ba, ông Phêrô sợ hãi và chìm xuống. Còn tôi, giữa biển cuộc đời, tôi có vững lòng trông cậy vào Chúa không? Hay tôi cũng sợ hãi và buông xuôi? Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đặt Ngài làm trung tâm của cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con biết tìm Chúa khi đời chúng con dậy sóng. Vì đến muôn đời, Chúa vẫn là bờ bến hạnh phúc và an vui. Amen.